Đầu năm 2022, người dân tại xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam vui mừng khi chính quyền đầu tư làm đường mới, thay thế con đường cũ đã xuống cấp trước đây. Tuy nhiên, bên cạnh quá trình thi công chưa đảm bảo an toàn, gây bất tiện cho đời sống, thì người dân cũng không khỏi băn khoăn vì nhiều thông tin xung quanh số tiền đầu tư dự án này. Vậy thực hư sự việc này ra sao? Ghi nhận sau của phóng viên VTC14. Tháng 3 năm 2022, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn xã Chính Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chính thức được khởi công. Tuy nhiên, trong quá trình thi công không đảm bảo môi trường và an toàn đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Sau khi mà chúng tôi có cái kiểm tra lại thì chủ đầu tư cũng đã triển khai thực hiện được các cái nội dung thì có căng dây, có cọc tiêu biển báo và có cái biện pháp để đảm bảo cái môi trường trong cái lúc mà thi công vào cái mùa nắng nóng này. Thì sau đó thì đơn vị thi công lại tiếp tục triển khai. Đến nay, đơn vị thi công đã khắc phục hầu hết các hạn chế gây mất an toàn. Nhờ đó, bức xúc của người dân cũng đã vơi bớt. Một bước tôi từ trong ngõ xóm tôi đi ra là tôi thấy là rất là phấn khởi. Nên là đường to rồi là hai bên là máng mương của hai bên rạch kênh là một bên máng to, một bên là máng thoát nước dọc nhỏ là chúng tôi thấy là nó thông thoáng. Dân chúng tôi không ngập lụt. Đấy là chúng tôi rất phấn khởi. Tập thể đến coi như là di chậu, tôi nhất trí luôn. Đi đến đâu, thoải mái làm. Tôi không có ý kiến gì với tập thể. Chúng tôi chỉ có mắc làm sao là trên, làm nào đường thông thoáng cho dân. Nhưng mà chúng tôi làm sao mà dân hưởng lợi được. Liên quan đến dự án này, cũng có thông tin cho rằng mức đầu tư gần 30 tỷ để xây dựng 2 km đường nông thôn cấp 5 là quá cao. Theo bà con, nếu so với cùng đoạn đường chạy áp phan như thế, dân tự làm thì giá chỉ hết vài tỷ đồng. Tổng mức đầu tư đối với hai tuyến đường này là trên 24 tỷ đồng. Thì đối với các khối lượng công trình làm thì gồm có mặt đường áp phan và hai bên là công trình rãnh thoát nước và tiêu ống nước cho khu dân cư phối kết hợp. Thế thì đối với chi phí xây dựng của hai cái tuyến đường này là chi phí thi công hai tuyến đường là khoảng 21,5 tỷ và các chi phí khác là khoảng hơn 3 tỷ, gồm có chi phí quản lý dự án, chi phí đầu tư, chi phí là giám sát và các chi phí khác là chi phí dự phòng hơn 3 tỷ. Sau bao ngày sống khổ khi tuyến đường của xã xuống cấp, người dân mong mỏi từng ngày tuyến đường hoàn thành để đi vào sử dụng, nâng cao đời sống và bộ mặt nông thôn. Vì thế, chính quyền địa phương cần sát sao hơn nữa để người dân tại đây sớm có niềm vui trọn vẹn.